tác thứ hai của Diễn Trọng động tác nhanh đã chót đánh chồng đã đánh nhanh chúng tôi theo như chương trình chúng tôi còn tới 12 tiết mục nữa, do đó tôi bớt đi tất cả là 9 tiết mục và chúng tôi xin để 3 tiết mục chót. Bây giờ cái và sau đây các con sẽ dùng nội lực của mình đánh bằng cạnh bàn tay bể cái đáy chai. Thường thường tôi đánh bằng vỗ bàn tay nhưng chúng tôi một cái ở cái vị thế khó hơn là chặt bằng cạnh bàn tay. Và sau đây là màn áp chót, các em sẽ đánh bẻ một cây gỗ đặt trên hai vòng giấy hoặc trên đáy trái cà chua cắt làm 8 hoặc trên miếng dưa hấu cắt làm 8. Hai miếng gỗ sẽ bẻ như dưa hấu, giấy hay cà chua, cà tô mắt sẽ không bị suy chuyển một chút nào. Chương trình dự chủ có 2 miếng, mang mang cái 3 miếng.
sau đây em Calvin sẽ đánh bẻ 3 miếng thì hai miếng như em Ben. Và sau đây anh Hoàng sẽ dùng những khúc đánh bể miếng gỗ đặt trên một miếng cà chua, cà tomat thái ra làm cắt nhỏ làm tám. Sau đây anh Hoàng sẽ dùng côn và đánh miếng gỗ ghế nằm trên hai miếng dưa hấu và không hề làm cho miếng dưa hấu bể ra. Và sau đây là màn chót, chúng tôi sẽ trình diễn đứng ở trên cao nhảy xuống đống miệng chai và hai tay đánh gãy gỗ đặt trên hai miếng dưa hấu. Chúng tôi xin giấy làm tiếc là còn rất nhiều tiết mục chúng tôi dự trù sẽ để công hiến quý vị, nhưng vì chương trình đã bị phải rút ngắn cho chúng tôi bỏ đi 9 tiết mục. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.